Cháy xưởng khung tranh trên đường Lê Văn Lương nhà Bè sáng nay. Thông tin ban đầu lúc 6 giờ 30 cùng ngày, người dân sinh sống tại đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè phát hiện xưởng vẽ khung tranh xảy ra cháy nên hô hoán tìm cách phá cửa cuốn để xông vào dập lửa. Do khói đen bốc lên cuồn cuộn nên người dân sinh sống xung quanh hốt hoảng di chuyển ra xa khu vực an toàn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh đã điều xe cứu hỏa đến hiện trường. Hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, cháy rụi. Nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng huyện Nhà Bè điều tra làm rõ. Do đám cháy trong xưởng khung tranh có nhiều vật liệu dễ cháy cho nên việc cứu hộ hơi khó khăn, khiến mọi người hoảng loạn. Cháy xưởng khung tranh trên đường Lê Văn Lương nhà Bè sáng nay. Thông tin ban đầu lúc 6 giờ 30 cùng ngày, người dân sinh sống tại đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè phát hiện xưởng vẽ khung tranh xảy ra cháy nên hô hoán tìm cách phá cửa cuốn để xông vào dập lửa. Do khói đen bốc lên cuồn cuộn nên người dân sinh sống xung quanh hốt hoảng di chuyển ra xa khu vực an toàn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh đã điều xe cứu hỏa đến hiện trường. Hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, cháy rụi. Nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng huyện Nhà Bè